Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh Tuyền Cookie. Con mở đi. Mở đi. Cái này xét đồ chơi nha các bạn. Cái này cũng tính cái này tính nghỉ học nè. Tính bữa nay buổi chiều không có đi học. Đủ tính đi test đồ chơi với mẹ một bữa. Ôi, lấy cái đó lại đi. Lấy cùng bi. Ừ, cái kia vào lại đi. Test mấy đồ này đó, coi nó chạy đều không đó các bạn. Coi nó có hoạt động không, để khi mà người ta khách người ta mua đó là mình cũng phải thử cho người ta coi. Cũng phải thử cho người ta đặng người ta đem về ra chơi mà để không ta chơi thử chứ thử cái mình. Mình thử cái nó bị trục trặc gì cái nó kỳ lắm hả các bạn. Cái này mình bữa nay hai mẹ con của Tuyền nha. Bữa nay hai mẹ con của Tuyền thì test đồ bán. Ủa, cái này muốn đồ này thấy cưng lắm nè. Món đồ này nhìn thấy cưng. Qua đây nè, qua đây nè. Qua đây đi, không qua đây nè. Qua đây con gái vô. Ủa, mà có dứt được. Cây dứt hả? Hả? Dạ, vậy món đồ này nè là mình phải phải gắn lại mới được. Đồ này người ta giao cho mình là ở trong hộp để gì nè. Để gì thấy nó mới gọn được, nằm trong hộp được. Nhưng mà khi mà mình gắp nó lại á, đây mình gắp nó lại thì nó cao lên mình để chung trong hộp không được. Bây giờ mình phải gắp lại nó làm gì. Trời, em bé shipper. Em bé shipper nhìn thấy chung quá. Đây, bé shipper nè. À, ta thấy rồi. Thấy rồi con. À, để mẹ gắn cái này vô trước nè. Đó, có khớp á. Đây, có khớp rồi đó. Bắt đầu ha. Mẹ bóp cái này. Gắn cái này vô. Gắn cái giò vô coi nó. Để em sao. Vô cái trái. Chưa. Cái giò. Ở cái này nó tập nó vô. Ta được phần nó gắn trước rồi gắn sao cho nó. Để nè. Thôi kìa, nó dai chứ không có dai là sao. Hả? Đây nè, gắn nè. Gắn làm sao cho nó vô cái khớp á. Ê, ê, sao khó vậy. Đó. Một cái bụng. Một cái bụng luôn. Đó. À, xong rồi đây, hai cái tay. Ủa, dây dứt vô à? Hai cái tay vô. Đó, cầm ha. Đây, cái tay nè. Cái tay nè. Gắn vô, bụng nó thành một. Chứ sẽ xíu tôi trình là trường hợp. Đây, sắp ra nè. Chút xíu đua, chút xíu dây tính. Mình gắp nè. Dài chiếc một đua dây tính. Con không biết cái chạy hãng không cha? Hả? Cái chạy hãng. Không có chạy nó quay chứ. Ô qua đây nè, qua đây chạy. Ô u rồi. Quay qua đây nè, chút xíu là mình té nó. Nhiều quá. Đừng đừng chút xíu đừng con bật lên cho chạy. Ok. Đi gần quá. Bò. Nè. Ở đây. Bật lên coi. Té nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi lấy vào đây, lấy vào đây. Lấy vào đây. Lấy vào đây. Lấy vào đây. Lấy được 2 màu. Đây. Đó. Ta xấu màu mỏi, để tính nữa. Ta xấu màu này màu, cái màu gì? Có 2 màu nhé. Đen nha. Lấy vào đây, lấy ra test ra luôn. Thấy lò màu nhí. Ờ, trời ơi. Giờ mình test nè. Test từng con hết mà. Nè, tính mở gắn lên, tính gắn lại đi. Ừ. Gắn đi. Con qua đây nè, ngồi con gắn. Nó ghim vô, ngồi bên đây nè. Ngồi bên sau lưng mẹ sao thấy được. Ừ, thì người ta mua kêu, người ta kêu, ừ, chị thử cho tôi. Ta nó đi không? Rồi để ta, ta kêu, ta thử cho người ta, có đi không, mà thử cái nó... Có người nhắc. Dạ. Nó đứng im, nó đứng bất động không chịu đi. Rồi sao? Trời ơi. Rồi, con xong quê. Tự nhiên mình cảm thấy nó là kỳ kỳ. Quê gì? Để cho bỏ luôn. Rồi bắt đầu, tốt đẹp lại. Đây. Thì lấy cưng luôn các bạn. Mẹ quất. Đây, tính cái tép con. Để xuống bên kia sao tính. Ờ, để mà quay xuống. Quay xuống này. Đó, cái gì không? Trời ơi, cái bé mà nó nghe sao thấy gì là thấy cơ, nó thích lắm luôn á. Trời ơi, để nuôi thú cưng của tính á. Thú cưng á. Nè, tép lên đây, tép lên này đi. Tắt nó đây. Tắt này chút xíu rồi để nguyên một bầy thú cưng. Rồi đặt lửa, cái xấu gì? Cái xấu đặt lửa vậy? Đây. Bên chén kho bò. Hết màu đen đi. Bây giờ tép, tép cũng phải tép hết rồi. Đây mẹ, mẹ, mẹ làm một con tép. Không biết con làm chạy nhanh hả? Không biết, một xíu mình chạy luôn luôn rồi, chạy luôn. Lấy vậy đi con đợi, con lấy viên khác để vô. À, dạ, lấy thêm nó thì đi hái còn mấy cái con này vậy? Cái con này có gì nha? Dạ. Cái gì mà mình thấy cái con màu gì? Màu cái màu màu. Con sọc thì nó nhiều còn vậy thôi. Con hồn, con này cái gieo luôn á. Vậy mà gửi cái giảm âm được. Giảm âm được á, cái mưa mưa rồi vậy. Mưa không? Đấy, mưa phải giảm âm được chứ mưa lại. Mưa quá. Ủa? Ờ, cho con ổn mày đi coi. Mẹ, mẹ đâu rồi? Vậy hả? Ừ. Cho ổn mì đi con, ổn mì với mì thịt bình thường. Ờ vậy hả? Em trời ơi, thấy cưng quá trời, thấy cưng rồi. Giống hàng quá quá à. Ôi ôi, trắng kìa, trắng phiếu luôn mặt kìa. Ôi ôi, đẹp. Cái ớt ít thôi. Nhìn đẹp quá mà. Bởi vì tao nói sao biết không thầy, đứa gái cho đứa đứa đầu đẻ con gái thì để đúng rồi đứa sau trai gái ừ thì đó đứa 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 sau trai cái gan trai nữa chứ trai nữa trời ơi cái quả chứ nó sao nhà đất đâu đứa nhỏ trời ơi đừng có nghe cái mắt nó cái hả sự sắc 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 nhân 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 thấy mấy đứa đi qua lại tái rồi. Trời ơi, nhìn mặt thấy cưng hết biết gì. Thì nó nói như là cái mặt của cha nó đắp qua vậy.
Ừ hả? Dạ, thấy ông trao thôi mà giống như mặt nó tắt qua. Ừ. Quen không? Dạ, quen không? Giang là tôi đi tôi. Đó là giáo giác mà tôi nhìn giáo giác. Mới gọn lại đó thì. Hâm hay gì? Bị hâm rồi hả? Cái chai không, với chỗ đó nó bị hâm nữa con ơi, nó cũng như hôm nay dì ba và hai em có tính xuống chơi, tính rủ qua quán cà phê của chú Bằng. Ừ. Lấy cái ly nước em lại. Rồi đây anh tắt phim. Bây giờ Tuyền đi bán. Tuyền xin chúc tất cả quý vị và các bạn luôn bình an, vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé. Các bạn có thích video thì hãy ủng hộ Tuyền một like, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Tuyền nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.